Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi sáng của Đài Tuổi Trẻ Hải Ngoại BYNTV 57.3. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 19 tháng 6 năm 2012. Thùy Nga cùng toàn ban biên tập xin kính chào quý vị khán thính giả. Kính chúc quý vị một ngày nhiều sức khỏe và vui vẻ. Sau đây kính mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức thế giới với những tin tức chúng tôi vừa cập nhật trong ngày. Kính thưa quý vị, phát ngôn nhân ứng cử viên Shafik nghi ngờ có sự gian lận trong tiến trình kiểm phiếu, tin từ Ai Cập. Dân chúng Ai Cập đều quan ngại cuộc cách mạng dân chủ có thể bị chìm vào quên lãng sau khi một viên chức trong cơ quan bầu cử trung ương thông báo đảng Hồi giáo Huynh đệ đã thắng cử trong cuộc bầu cử kỳ tổng thống kỳ 2. Một trong những nguyên do đưa ra đảng Hồi giáo Huynh đệ thắng cử vì dân chúng không muốn bất cứ một ứng cử viên tổng thống đã từng giữ chức vụ cao cấp dưới thời Hosni Mubarak thắng cử và quay lại điều hành quốc gia Ai Cập. Ứng cử viên tổng thống ông Ahmed Shafik đã từng giữ chức vụ thủ tướng cuối cùng dưới thời Mubarak bị ứng cử viên đảng Hồi giáo Huynh đệ đánh bại với chỉ số khích khao 49% so với 51%. Phát ngôn nhân ứng cử viên Shafik, ông Ahmed Shahan, yêu cầu cơ quan bầu cử trung ương quốc gia tiến hành kiểm phiếu kỹ lưỡng vì quan ngại có nhiều sự gian lận trong tiến trình kiểm phiếu đưa đến kết quả thắng cử của đảng Huynh đệ Hồi giáo không trung thực và công bằng. Theo tiến trình đã được thông báo từ chính phủ Ai Cập, ít nhất phải đến ngày 19 hoặc 20, ban bầu cử quốc gia chính thức thông báo kết quả bầu cử. Ông Saha nói thêm, kết quả bầu cử đã thông báo quá sớm, tạo thêm sự nghi ngờ vì có sự gian lận và sắp xếp kết quả bầu cử. Ông Sahan khẳng định cần phải có thời gian để kiểm phiếu, tránh gian lận giả mạo chữ ký và tiến trình đếm phiếu được công bằng. Đảng Hồi giáo Huynh đệ đã thông báo kết quả thắng cử khích khao, trong khi đó thời gian kiểm phiếu phải ít nhất trong vòng 3 ngày. Dân chúng Ai Cập tin rằng ngày 21, cơ quan bầu cử trung ương Ai Cập sẽ chính thức tuyên bố đảng nào sẽ thắng cử hoặc đảng Hồi giáo Huynh đệ nắm quyền điều hành tại quốc hội hoặc cựu quan chức dưới thời Hosni Mubarak trở lại quyền hành. Nhiều dấu hiệu tiến triển thuận lợi qua cuộc đàm phán nguyên tử kỳ 2 tại Moscow, tin từ Nga. 6 cường quốc nguyên tử và quốc gia Iran đang trải qua 2 ngày thương lượng và đàm phán được tổ chức tại thủ đô Moscow, quốc gia Nga. Sau ngày đầu tạm kết thúc đàm phán, đã có một vài tiến triển khả quan nhằm giải quyết các nghi vấn từ các quốc gia Tây Phương và cộng đồng thế giới, nghi ngờ Tehran đã che giấu các chương trình nghiên cứu chế tạo vũ khí nguyên tử, đe dọa nền an ninh tại khu vực Trung Đông. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Liên hiệp châu Âu, ông Michael Mann nhận định rằng cả hai phía đang bàn thảo các chi tiết để tiến tới sự đồng thuận trên một quan điểm chung nào đó. Cuộc bàn thảo sẽ tiếp tục vào trưa ngày thứ ba. 6 quốc gia Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga, Trung Cộng và Đức đều hy vọng sẽ đạt được nhiều sự đồng thuận tại cuộc họp giải quyết các mâu thuẫn nguyên tử. Quốc gia Hồi giáo Iran vẫn giữ vững lập trường và khẳng định quyền lợi quốc gia có quyền tinh luyện uranium và sử dụng trong các chương trình hòa bình phục vụ năng lượng cho nhân loại. Iran không bao giờ có hoài bão đeo đuổi để trở thành một quốc gia vũ khí nguyên tử trong khu vực. Quốc gia Đức nhận định muốn giải tỏa các nghi ngờ chỉ có con đường duy nhất. Quốc gia Iran phải tạo điều kiện cho cơ quan giám định nguyên tử quốc tế IAEA trở lại Tehran với các kế hoạch kiểm soát tinh luyện uranium. Có được sự đồng thuận như vậy, tình hình căng thẳng trong khu vực sẽ lắng dịu. Phó trưởng đoàn đàm phán nguyên tử Iran, ông Ali Bajuri nhận định rằng quốc gia Iran và 6 cường quốc nguyên tử trên thế giới đã qua 2 vòng đàm phán vào ngày thứ hai và cuộc đàm phán có những biến chuyển khả quan nho nhỏ. Hy vọng sẽ tiếp tục vào ngày mai có những điểm tương đồng khả quan hơn. Xuất cảng dầu quốc gia Iran bị giảm 40% trước các phong tỏa cấm vận từ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad nói rằng quốc gia Iran sẽ sẵn sàng ngưng các chương trình tinh luyện uranium nếu các cường quốc nguyên tử cung cấp nhiên liệu tới Iran để có thể chế tạo các dụng cụ liên quan tới ngành y tế. Quốc gia Do Thái đã nhiều lần hăm dọa sẽ có cuộc tấn công quân sự chớp nhoáng nhằm triệt tiêu tiềm năng phát triển vũ khí nguyên tử từ Iran. Hoa Kỳ vẫn sử dụng phương pháp ngoại giao có lợi hơn hết vào thời điểm hiện tại, nhưng tiến hành tấn công quân sự vẫn có thể xảy ra, tất cả hoàn toàn tùy thuộc vào thái độ hợp tác từ quốc gia Hồi giáo nguyên tử Iran. Tổng thống Mexico cảm ơn Tổng thống Hoa Kỳ về chương trình di dân tin từ Mexico. Bên lề hội nghị thượng đỉnh được tổ chức tại quốc gia Mexico, Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama bày tỏ sự lạc quan sau kết quả được công bố từ quốc gia Hy Lạp rằng Đảng Dân Chủ Tiến Bộ đã giành được thắng lợi cùng đồng nghĩa quốc gia Hy Lạp sẽ duy trì là thành viên trong khu vực tự trị đồng Euro và song song đó chấp nhận thi hành các điều kiện khắt khe để vay mượn ngân sách từ EU và IMF để giải quyết các nợ nần còn tồn động và cần ngân khoản cứu nguy nền kinh tế Hy Lạp đang trên bờ vực của sự phá sản.
Ông Obama gặp gỡ Tổng thống Mexico Felipe Calderon, chia sẻ nhiều vấn đề tại châu Âu trước tiền hội nghị G20 tại thành phố du lịch Los Cabos. Tổng thống Obama nói thêm, những tin tức mới nhất từ quốc gia Hy Lạp với một tân nội các mới sẽ được hỗ trợ từ khối G20 và các vị nguyên thủ châu Âu cũng là một phần trong tiến trình thay đổi và phục hồi nền kinh tế Hy Lạp. Tổng thống Calderon cũng có nhà ý muốn Hoa Kỳ tham gia thị trường phi mậu dịch giữa các quốc gia Úc, Tân Tây Lan, Peru, Chile, Singapore, Malaysia và Việt Nam. Thị trường TPP sẽ mang lại nhiều lợi nhuận cho tất cả các quốc gia trong khu vực thuộc vành đai Thái Bình Dương. Song song đó, Tổng thống Mexico đã có lời cảm ơn tới ông Obama, đã có lời binh vực tới các cư dân Mexico đang sinh sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ và tạo cơ hội cho các cư dân trẻ có thể đi học và làm việc tại Hoa Kỳ với những giấy tờ hợp lệ mà không bị cơ quan chức năng chính phủ bắt giữ trả về Mexico. Qua bài diễn văn vào chiều thứ Sáu liên quan tới các chương trình di dân bất hợp pháp, Tổng thống Obama đã bị đảng Cộng hòa chỉ trích và tấn công nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ứng cử viên đảng Cộng hòa ông Mitt Romney cho mùa bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11 sắp tới. Do Thái tấn công giết hại binh sĩ Palestine tại dải Gaza. Tin từ dải Gaza, cơ quan báo chí truyền thông Palestine vừa đưa bản tin hai binh sĩ Palestine vừa bị quân dân Do Thái bắn hạ bằng bom điều khiển từ xa vào chiều thứ Hai ngày 18 tháng 6. Đây là vụ tấn công lần thứ ba trong ngày nâng tổng số binh sĩ Palestine bị bắn hạ lên đến 7 người. Phát ngôn nhân quân đội chính phủ Do Thái nói rằng đây là vụ trả đũa vì lực lượng vũ trang Palestine trong những ngày qua đã bắn đạn pháo vào khu vực kiểm soát của Do Thái. Vào sáng sớm thứ Hai, nhiều nhóm vũ trang đột nhập vào khu vực dân chúng từ vùng sa mạc Sinai, lãnh thổ Ai Cập, tấn công nổ súng vào các biệt thự nơi dân chúng Do Thái đang cư ngụ, giết chết một công dân trước khi quân đội kiểm soát biên giới Do Thái trả đũa và bắn hạ hai phiến quân. Không lâu sau đó, Do Thái đã trả đũa bằng các cuộc tấn công bằng bom điều khiển từ xa giết hai binh sĩ Palestine tại dải Gaza. Cả hai binh sĩ này đang trên đường di chuyển bằng xe mô tô hai bánh. Trước sự tuyên bố sơ khởi, đảng Hồi giáo Huynh đệ thắng cử tổng thống tại Ai Cập, quốc gia Do Thái bắt đầu lo lắng và quan ngại quốc gia Ai Cập sẽ rơi vào tình trạng không luật lệ kể từ khi cựu tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ. Quân đội Do Thái xác nhận công nhân bị giết hại chính là công dân Do Thái. Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận lãnh tổ chức cuộc tấn công trên. Chính phủ Do Thái đang xây những hàng rào kiên cố nhằm ngăn chặn tình trạng di dân lậu vượt biên giới từ châu Phi và bảo đảm an ninh quốc gia. Cuối năm 2012, công trình thi công hệ thống rào chắn này sẽ hoàn tất. Lực lượng vũ trang Palestine tại dải Gaza dưới sự kiểm soát của đảng Hamas đã liên tục phóng đạn vào lãnh thổ Do Thái nhằm cảnh báo các cuộc bạo động giết hại binh sĩ Palestine không có chứng cứ rõ rệt. Hồ sơ Do Thái và Palestine ngày càng đi đến chỗ bế tắc tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đảng Dân Chủ Tiến Bộ gặp khó khăn trong kỳ hạn 3 ngày thành lập tân chính phủ, tin từ Hy Lạp. Đảng Bảo thủ Hy Lạp đang có những kế hoạch hoàn toàn trong tiến trình thay đổi, chiến thuật và hợp tác với Đảng Dân Chủ Tiến Bộ vừa được thắng cử tại Quốc hội, hòng tìm sự đồng thuận và hợp tác giải quyết các vấn đề kinh tế quốc gia. Với lời cứng rắn và cương quyết của Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tiến Bộ sẵn sàng hợp tác và mời các đảng phái vào thành phần lãnh đạo chính phủ với điều kiện có lập trường chấp nhận duy trì thành viên trong khu vực đồng Euro và thực hiện các điều khoản đã được ký kết với EU và IMF trong các chương trình khắt khe thắt lưng buộc bụng. Các điều khoản bao gồm giảm lương, cắt giảm phúc lợi xã hội và sa thải nhân viên. Nếu đảng phái nào có chủ trương chống đối sẽ không được mời tham dự vào tân nội các chính phủ. Nhiều đảng phái Hy Lạp cũng đồng thuận thành lập và tham gia tân nội các chính phủ, nhưng sẽ có nhiều kiến nghị khó khăn hơn tới EU và IMF nhằm bảo đảm quyền lợi của người dân. Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tiến Bộ ông Antonis Samaras đã có buổi gặp gỡ các đảng phái tại Quốc hội trong thời hạn 3 ngày thành lập tân nội các điều hành chính phủ. Chủ tịch Đảng Dân Chủ cánh tả ông Fotis Kouvelis nhận định rằng vẫn còn nhiều điều các thành viên vẫn còn bàn cãi trong nội bộ trước khi Đảng Dân Chủ cánh tả đưa ra quyết định tham gia vào tân nội các chính phủ do Đảng Dân Chủ Tiến Bộ vận động. Chủ tịch đảng độc lập ông Panos Kamanos đã thẳng thừng từ chối hợp tác với Đảng Dân Chủ Tiến Bộ vì đường lối và chủ trương hoàn toàn đi ngược lại nguyện vọng quyền lợi của người dân. Ông Kamanos đề nghị lấy biểu quyết từ đại đa số dân chúng kêu gọi cải tổ đạo luật kinh tế hiện hữu nhằm tạo điều kiện chính phủ Hy Lạp có thể thương lượng với EU và IMF trước các điều kiện quá khắt khe
ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống và sinh hoạt hàng ngày của dân chúng Hy Lạp. Đảng PASOK vẫn chưa chính thức trả lời sẽ cộng tác với đảng Dân Chủ Tiến Bộ hay không. Một trong những đảng bảo thủ và giáo điều Syriza đứng thứ nhì sau cuộc bầu cử đã tuyên bố sẽ không tham gia vào tân nội các chính phủ. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới của BYN TV 57.3. Xin quý vị dừng rờ màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau vài thông tin thương mại sau đây.